Thưa quý vị, trong thời chiến cũng như thời bình, tất cả cán bộ chiến sĩ công an đều mang trong mình sự quả cảm trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng. Những người hùng áo xanh mang quân hàm trên vai vẫn ngày ngày góp phần làm lan tỏa sâu rộng phong trào vì an ninh tổ quốc, tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Vào tối ngày 28 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an Đà Nẵng nhận thông tin từ người thân của anh Hát có nội dung Hát bị rơi xuống hố sâu ở bãi Sùng Cỏ, đèo Hải Vân khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước. Sau khi gặp nạn, Hát bị thương nhiều chỗ, bất tỉnh. Ngay trong đêm mưa gió, lạnh buốt, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xuất một xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Chúng tôi tiếp tục 2 tiếng đồng hồ tiếp cận được bệnh nhân. Chúng tôi là tập trung toàn bộ lực lượng cũng như sự hỗ trợ các lực lượng khác đưa nạn nhân từ ngay địa điểm mỏm đá đó và lên tới cano với điều kiện sóng gió được an toàn, một niềm vui rất là phấn khởi. Khi tiếp cận được anh Hát thì nạn nhân bất tỉnh, có nhiều vết thương, người tê tái. Các cán bộ chiến sĩ đội cứu hộ đã nhanh chóng sưởi ấm và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa. Hiện tại sức khỏe của nam thanh niên đã ổn định. Được biết, bãi Sùng Cỏ nằm biệt lập trên đèo Hải Vân, cách trung tâm Đà Nẵng hơn 30 km. Với địa hình hiểm trở còn hoang sơ nên đây là địa điểm các bạn trẻ thường chọn để chinh phục. Đây cũng là lời cảnh tỉnh với nhiều bạn trẻ ham mê phượt nhưng thiếu kiến thức về địa hình, dấu hiệu cảnh báo trên từng cung đường mà mình sẽ trải nghiệm. Gia đình rất là cảm động, rất là gọi là giống như là Huy được là gọi là tái sinh lần thứ hai. Chỉ mong muốn là mình tìm được người còn sống, vì còn sống là còn tất cả. Anh em chỉ muốn mình làm ra nhanh nhất để cứu được người. Còn cái khó khăn vất vả thì những cái đó là cái công việc trách nhiệm. Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người của cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.